Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Dating the Gamer cũng như là Dating the Gamer Online đẹp nhé. Và hôm nay thì mình đang lên kế hoạch gọi là farm mấy cái kiếm mới cho anh em xem ấy, để review cho anh em ấy, nhưng mà xui quá nên là chưa ra, nhưng mà may quá bạn Nguyên là bạn farm ra nên là mình sẽ review cho anh em luôn. Thì rất cảm ơn bạn Nguyên. Ngoài ra thì nếu mà anh em có nhu cầu nạp game thì anh em có thể PM bạn Nguyên nạp game nha. Trên màn hình đây mình sẽ cho anh em thấy bạn Nguyên nạp game. Thì anh em vào trong đây anh em Discord anh em farm anh em PM, sau đó bạn Nguyên nạp game thì bạn có hỗ trợ giá cả các kiểu thứ nè, inbox bạn hỗ trợ nha. Hiện tại nạp Android thôi, iOS thì bọn mình hướng dẫn một số chỗ nạp được chưa anh em? Nè nè PM bạn này nha, bạn Nguyên nạp game này nha anh em. Đây thông tin chính thức nha, bạn ấy để thông tin có Zalo của bạn, Momo các kiểu nè, MB Bank nè, đấy đây là em của mình nên anh em yên tâm mua, nó uy tín từ trước đến giờ, ok chưa nha. Rồi thì cảm ơn Nguyên nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái cây vũ khí đã. Hiện tại thì nó cũng sẽ có một cái gói gacha mới nha anh em, gói gacha mới nha. Đây thì đây nó tạch hai lần anh em. Bây giờ thì mình sẽ chôn nó cái đã, trước tiên là mình sẽ chôn nó cái đã nha. Nó còn có 46, kệ cha nó đi, chôn đi, nó không dám làm gì mình đâu anh em. Em mình mà em mình thì làm gì có cái cửa gì đúng không? Quay cái rồi nghiêm cứt luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu nạp thì nhớ bi em nha. Với lại là bây giờ có cái gói nạp, có cái skin mới á, skin này là có xe á, rất là đẹp. Được chưa nè. Rồi trở lại video thì cây kiếm này anh em có thể farm ở vào lúc 18 giờ đến 20 giờ ở map gọi là Hắc Kỵ Sĩ á, map lâu đài bỏ hoang vào buổi tối á, 18 giờ đến 20 giờ nha. À, một số trường hợp á thì anh em phải biết là cái map này thì chúng ta sẽ phải lên ít nhất là anh hùng, ít nhất là anh hùng thì chúng ta mới farm được. Được chưa? Ít nhất là anh hùng và đúng 18 giờ 20 giờ. Nếu như mà anh hùng không có mà anh em gặp với con đại phù thủy hoặc là đại kỵ sĩ thì anh em rơi với tình trạng gọi là lệch múi giờ. Thì anh em phải canh là sao trừ 2 tiếng hoặc là cộng 2 tiếng là nó mới farm được. Còn trung bình thì chúng ta sẽ luôn luôn gặp 18 giờ đến 20 giờ để gặp cái con này ở map từ anh hùng trở lên nha. Tốt nhất là kinh thiên luôn, kinh thiên tỷ lệ rất độ cao hơn. Ok. Được chưa anh em? Rồi thì cây kiếm này nó có gì đặc biệt? Thì cây kiếm này thì thằng em mình nó cũng cường hóa là cộng 10 là rất là đẹp nha anh em. Trước mắt á là cái dòng mặc định của nó sẽ là sát thương hắc ám thêm rất là ngon. Và đây là một trong cây kiếm có thể nói là dành riêng cho con Red Knight luôn, con kỵ sĩ hắc ám luôn. Chúng ta có một dòng sát thương ám thêm 30%. Ở đây em thấy là thằng cu này nó còn làm thêm một cái sát thương ám 30% ở dưới nữa. Má VIP Pro thì chứ, cấp xuyên thấu xài được nha, cấp bắn bỏ, cấp bắn thì không cần đâu. Bắn bỏ. Bỏ đi mình cấp xài cấp xuyên thấu được, anh em có thể bỏ cấp bắn này đi. À, và mặc định là sát thương ám thêm và duyên phận thì nó sẽ là hấp thụ HP. Mặc định nó sẽ có hấp thụ HP thì nó hơi khó build chút, tại vì anh em bỏ chip 7 vào thì mình sẽ có 3 hấp thụ HP ha, nó hơi thừa với class này. Nhưng mà thôi, game nó bắt như vậy thì làm vậy. Rồi về mặt duyên phận của nó là gì? Thì duyên phận của nó đơn giản thôi, búp dụ dỗ hắc ám không có giới thời gian hồi chiêu và giới hạn số lượng và nhận được hy sinh thời gian hồi chiêu 0 giây. Thì chiêu thức này nó là chiêu thức gì? Thì đây là một chiêu thức độc quyền của cái class nhà sứ giả hư không, đó là kỹ năng này nè, hắc ám dụ dỗ nè. Thì đơn giản là khi nào mà anh em đánh nó có cái liên kết đó, độc á, liên kết cái dây xích đó, thì nó sẽ luôn luôn có nha anh em nhé. Nó sẽ luôn luôn có đó, nó sẽ luôn luôn có và nó đánh liên tục, nó sẽ nổ sát thương liên tục. Thì đây là một cái búp khá là mạnh cho cái kỵ sĩ ám, và kỵ sĩ ám thông thường thì họ sẽ build tăng full cái điểm này anh em nhé, khá là mạnh. Nhưng mà còn những anh em nào mà chơi theo cái kiểu mà bỏ luôn sát thương hắc ám thì nó thiệt anh em ok khỏe đấy, sống tốt đấy, nhưng mà anh em bỏ chứ hắc ám dù dỗ thì nó thật sự là chơi những cái con hắc ám này rất là kém thật em luôn, thật luôn. Nó phải để cho có stack, sau đó thì sử dụng chiêu này mình đánh truyền qua cho con những con quái thì mình sẽ được thêm sát thương và nó rất là hay nữa, được chưa anh em? Và nếu như vào đây mình có thể đánh thêm 100 máu nè, và cái kỹ năng này thì rất là ngon. Và cái kiếm này có một điểm đặc biệt, anh em thấy là bạn Nguyên đã cộng 10 rồi, anh em thấy là nó cộng lực công 582 mà cường độ pháp thuật 582, cây duy nhất luôn, cây duy nhất cộng hai dòng luôn mà cực kỳ bá luôn. Anh em nào mà chơi xoay rìu thì thuật nói phải nói là cực kỳ ngon luôn. Hai dòng này cái con kỳ sĩ ám đều sử dụng được hết ha, đều sử dụng hết, và thật sự là cái cây này dành riêng cho nó luôn. Mà nó thật sự là ít có con nào sử dụng được cây này lắm, tại vì nó có cái duyên hai hấp thụ này, nó không tốt với class nào cả, và hấp thụ HP là chỉ dành được cho mỗi con đó thôi, được chưa anh em? Cho mỗi con kỳ sĩ ám thôi. Và cái duyên phận cũng vậy, cái duyên phận này thì bây giờ anh em không thể nào nhét qua con lãnh chúa, không bao giờ nhét qua con thích khách được, tại vì cái con lãnh chúa với thích khách không phải có chiêu này. Anh em lấy lực công không thì anh em sẽ mất của cái duyên hắc kỵ sĩ nè, anh em sẽ bắt buộc phải xài hấp thụ HP, và duyên ba thì anh em phải rôn đòn đánh nhân đôi, nó thì nó rất là tệ. Và cây kiếm này chỉ độc quyền cho kỵ sĩ ám thôi nhưng mà rất là ngon. Và nếu như mình farm được cái này thì sắp tới chắc là mình sẽ chơi con kỵ sĩ ám bên nick chính, lý do là bên đó thì mình cũng chip 6 rồi, gần chip 7 rồi, mình sẽ chơi thử thì chơi anh em, lúc đó thì nó sẽ rất là ngon. Và cái kiếm này cũng rất là đẹp. À, đây hình ảnh cơ bản của nó là như thế này, được chưa anh em? Đẹp lắm anh em, đẹp không? Nó cái vòng tròn với lại này nhìn như cái đầu biểu đúng không anh em, rất là đẹp ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đánh thường thì nó giống hắc kỵ sĩ thôi,
Và khi chồng kích thì nó giống như ý lực anh em nhìn này gồng lên cái đó chồng mục tiêu và nó sẽ chém để mình xem có được bao nhiêu sát thương nhé. Mình đứng ở đây mình đánh nè, nó sẽ được bao nhiêu sát thương này. 8 60 60 85.000, 85.000. Ok, 124. Ý lực anh em. Ok. Thế đây là một cái kiếm mà sẽ để làm cho những anh em kỳ sĩ ác ám lên hương ha, mạnh hơn nữa. Nhưng mà nói thật anh em là con kỳ sĩ ác ám không phải yếu, nó khó chơi mới là chơi nó chán thôi. Công nhận không? Chứ mà biết chơi rồi, farm đồ rồi, rất là mạnh lực. Thêm chip liệt hồn xoay vài cái là bay con boss rồi. Là giờ nè. Rồi chắc hẹn gặp lại nên các lô sau nha. Anh em nào có nhu cầu nạp game BM mà nguyên nạp game SKB hoặc là BM trực tiếp cho mình làm trung gian cho anh em còn học để anh em cứ nạp thoải mái. Được chưa? Rồi hẹn gặp lại nên các lô sau con theo dõi. Đây một cái kiếm rất là bá đẹp. Ok, bye bye.